có thằng em nó cũng làm chung YouTube này đó cả nhà. Nó nói anh đi ăn ong nè, đừng có nản. Em chào cả nhà ngày mới nha, chào cả nhà đã đến với cái kênh của ong rừng Bình Thuận nha cả nhà. Hôm nay em lại tiếp tục đi bắt ong nữa cả nhà, nhưng mà hôm nay em ra đây 9 giờ nè, tại vì là bão nè, rồi nước là nó nổi lên bên nè, nước không thấy đường nào đi luôn cả nhà. Thì hôm nay em sẽ đi cái khu vực này, đi vô mấy cái đám chằm nhỏ này là lúc trước em có đi á cả nhà, để em coi cái nó có ong gì không cả nhà, có mật không, để em quay cái phong cảnh trước cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, xe thì em dục ở trong cái đám kia kìa, không phải xe này của người ta, xe trong em trong kia, em dục em đi cái khu này nè cả nhà. Đó, thì sáng vô giờ này cũng 9 giờ này, em chưa được có ổ ong nào cả nhà, nó trống lóc luôn. Tại vì sáng giờ mưa á, giờ em cũng mới vô à. Để bây giờ mời cả nhà mình xem video nha, lúc nào có ong em sẽ quay cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Rồi đi thôi. Đám kèo nhỏ này nè cả nhà, là có ong không, khi nào có em sẽ quay cho mọi người xem nha. Sau một hồi tìm kiếm đó cả nhà, thì bây giờ trong kia là em cũng thấy được một ổ kìa. Ồ, trong kia có một ổ, giờ đây một ổ em mới bắt rồi cả nhà, nhỏ quá, nhỏ xíu à, em cũng không quay luôn. Em mới bắt đây cả nhà, có mực cả nhà. Để giờ em vô em cắt cái thử cái ổ này coi thử nó có mật không nha cả nhà. Ổ kia, ổ này bự hơn. Được cả nhà, nhưng mà nó bị hơi khô chân, tại vì mưa bão quá. Cũng có nhưng mà không được đầy cả nhà. Ê, kéo cái tàn lại cho nó cả nhà. Ông bữa nay ké quá cả nhà ơi. Này cả nhà, mật này nó ké vô ké rồi nè. Ké một cái nhão này chứ em để vậy đâu, chiều về cạo luôn chứ thua. Bị khô chân. Ông này mật không được nhiều cả nhà. Cả nhà thấy trời nắng vậy đó chứ, nhưng mà trên trời kìa, mây mù hết cả nhà. Rồi em bỏ cái tổ này vô rồi kiếm thêm những tổ khác coi sao nha cả nhà. Cái ông mặt quá yếu luôn. Đi tiếp cả nhà ơi. Nãy giờ em đi ngoài cái đó cả nhà, thì em cũng được một ổ bự với là hai ổ nhỏ này cả nhà. Nhỏ quá em cũng không quay, tại vì nhỏ quá quay mất thời gian lắm cả nhà. Giờ em vô đây em lấy xe em đi vô khác cả nhà, lấy xe đi vô khác chứ ở khu vực này ong nó mới về không cả nhà ơi, nó mới bu không à. Khi nào em đi tới điểm mới em có ong em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Xe đây rồi, đi thôi cả nhà. Sáng giờ em chuyển ra chỗ khác, giờ em đi ra ngoài cái mấy cái đùng nữa cả nhà. Ra mấy cái đụng mà vậy em mới bắt được một ổ nhỏ nhỏ nó nằm ở đây nè. Nó khô rang rồi cả nhà. Rồi đây em thấy một ổ mới về nữa, không biết là có mật hay không. Để em vô em coi thử nha cả nhà. Nếu mà ổ này không có mật nữa là em vô luôn cả nhà, chứ đi ong mà không có mật đi làm gì. Khó vô lắm. Ba cây.
Hồi sáng giờ thì em cũng gặp được mấy ổ đó cả nhà, nhưng mà em không có quay. Tại vì là nó nhỏ mà nó không có mật, nó mật yếu quá. Có mật không vậy trời? Nó không có cái thế nào để đứng chui vô hết trơn. Mình nghi là không có mật rồi. Có mật không vậy? Chắc là có nhưng mà mật thì có nhưng mà nó ít mật cả nhà, nó dần khe nè. Ấy trời ơi, cái ông non này tàn vậy chứ nó cũng không có ở đâu cả nhà. Em cũng ông như vậy nè, hỏi anh em nó quay thì sao mà quay như vậy chảy không nha. Đã vậy còn ké nhiều nữa chứ. Em kim nó vô vỏ rồi đi kiếm tổ khác coi nó sao nha cả nhà, chứ ổng cứ ui ui nè, không có thấy ông cả nhà, nó lủi vô không à. Tiếp tục đi thôi cả nhà, tiếp tục trên cái cây này có một ổ này cả nhà đó. Để giờ em cắt thử coi ổng có mật không. Nãy giờ đi thùng là gặp ông nó yếu yếu, nhưng mà khu vực miền Nam của anh em tụi em đây á thì đang còn mà đi bắt ong được, chứ ở những cái khu vực khác người ta đang còn chống bão. Hồi bữa thì chống dịch, bây giờ chống bão, người ta còn khổ gấp mấy mình nữa cả nhà. Được ổ ong nào thì bắt, đừng có chê. Có mật không? Bây giờ có mật không? Bây giờ em cắt một cái này nó rớt luôn á. Nếu có cả nhà ơi, cũng được nè cả nhà. Bây giờ nó khô như vậy là đúng rồi. Bão vậy ai đâu đi, mưa liên tục vậy đâu ai đâu đi ra đường đâu. Ông nó cũng vậy chứ, nó ở nhà chứ đúng không cả nhà. Cắt cái tàn này cho nó. Mật này cả nhà, mấy cái lỗ này là tróc lóc luôn nha cả nhà, không có mật gì đó. Nói chung là được một xíu mật. Cái cây này lúc trước có một cái ổ ong nó bỏ đi ở đây nè cả nhà, nó bỏ đi nó làm đây nè. Đâu rồi đây nè. Bây giờ em bỏ vô vỏ tiếp đi kiếm ổ khác nha cả nhà. Ở đây em thấy có một ổ này cả nhà, nhỏ xíu à, nhưng mà cái cục mật thì thôi rồi luôn cả nhà nè. Ông này giống ông đực nè. Ê không phải ông này, không phải ông đực cả nhà. Ông mới về con mật nó nu nè.
À, mà sao nhỏ mặt đẹp, sao lớn mặt dơ dữ chứ. Cũng khó hiểu hơn. Nay con đi không gặp ổ bự nữa chứ. Vô giỏ tiếp tục đi tiếp cả nhà ơi. Em năm nay nữa là 30 rồi cả nhà. Nhưng mà đó giờ chưa bao giờ mà em đi bắt ong mà em gặp một cái ổ chim mà nó như thế này hết cả nhà nè. Tổ chim bằng cỏ thì quá bình thường rồi. Nhưng mà đây là cả nhà biết không? Bằng lưới nha cả nhà. Tất nhiên là nó chưa có đẻ trứng hay là nó đi rồi thì em không biết. À, cả nhà thấy chưa? Con người tính ra là không vẫn thua con này nè. Nó đang bằng lưới được mà nó đang được hay dữ vậy, nó đang xé không ra luôn cả nhà, xé không ra luôn nè. Hiện tượng lạ dữ vậy ta. Hay ha. Em không có câu giờ nữa cả nhà. Giờ kiếm ong cả nhà. Chứ ổ chim này cũng để lại cho mình có làm gì nó đâu. Tiếp tục đi thôi cả nhà. Em có thằng em nó cũng làm chung YouTube này đó cả nhà. Nó nói nói anh đi ăn ong nè. Là đừng có nản. Nản à. Ôi trời ơi. Đó. Hỏi nản không? Gì vậy? Đừng có nản. Quá mệt luôn cả nhà. Phải nói là quá mệt luôn. Em đi ở đây là đi ngoài đùng đó cả nhà. Cho nên là mấy cái đùng này là nó bị sình á, bị sình xuống á. Mình phải lủi ra đó. Bây giờ mà không nản ông vậy đó. Trong mặt luôn cả nhà. Thôi được rồi, không nản. Em sẽ cố gắng kiếm nha cả nhà. Không nản. Không được nản nha. Bớt nóng tính lại. Đẹp trai liền ha. Ok liền. Đi kiếm thôi cả nhà. Không có nản. Không được nản. Rồi được rồi. Vậy là eco rồi đó. Bên cái cây kia có một cổ kìa mọi người. Sáng giờ không có nắng. Giờ nắng thấy nó ra được mấy con đó. Không biết có mật không. Để em qua em coi thử nha cả nhà. Sáng giờ là được một ổ này bự nè. Mật thì cũng gọi là có thôi cả nhà. Cũng không có được bự. Nói như vậy là mới hết nản được nè. Đừng có lôi nó coi. Đây cả nhà. Ổ ong này cũng khá là lớn. Nhưng mà giờ em quá mệt luôn cả nhà. Mà cũng còn lại chốc trên cả nhà. Cũng được. Bỏ vô và tiếp tục đi thôi cả nhà.
Mấy ngày nay trời cứ ui ui á cả nhà, bão quá, không có một tí nào nắng nữa. Bên kia có một cái đồi động nhưng mà em không có đi cả nhà, giờ đuối rồi. Em lên cái đồi thấp thấp này. Video hơi tối, mong cả nhà thông cảm nha em nha. Ra tới xe rồi cả nhà. Ôi trời đất ơi, ai đây? Ai mà quen vậy trời? Ôi, qua rồi. Ông gì mà đi quá nản luôn á. Đi tới đây từ em gặp anh Lụm cả nhà ơi. Thì anh Lụm nè. Anh Lụm thì được 4 tổ cả nhà, 4 tổ mà cũng cỡ 70 thôi à. 5 tổ. 4-5 tổ gì đó. Cũng cỡ 70 cả nhà. Ổ thì cũng bự bự đó nhưng mà mặt thì mùa này yếu quá, còn của em á một giỏ luôn, nhưng nếu mà bọc chung là cũng được 2-3 cục rồi coi. Cả nhà nè. Ổ nào mà nó nhỏ nhỏ vậy nè thì mặt nó đẹp, nhưng mà cái ổ bự này mặt quá dở luôn cả nhà ơi. Nhẹ tướng à. Không được nhiêu mặt á. Ôi. Chắc anh em tụi em cũng nghỉ xíu rồi cũng về luôn cả nhà, giờ mưa rồi nè. Giờ trời đang kéo mưa ra nữa. Hồi sáng thì không có tính đi cả nhà. Trời mưa rồi. Sáng này tỉnh không có đi, thì sau rồi được có một chút nắng này cũng lâu ngày mấy anh em ngứa tay ngứa chân á cả nhà. Thế này là quất luôn. Rồi, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi, còn bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Lụm đâu. Đâu cũng gặp hắn.